Những năm vừa qua, tình hình thiên tai, khí hậu cực đoan xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung, trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Trị, gây nhiều tổn thất về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Năm nay, để chủ động các phương án phòng chống thiên tai, sát cánh cùng bà con nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã và đang làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão. Cồn Cỏ là hòn đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Trị, nằm ở cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ. Hàng năm, gánh chịu nhiều thiên tai bão gió. Vì vậy, đội biên phòng Cồn Cỏ thường xuyên nắm tình hình thời tiết và thông tin kịp thời cho các tàu, thuyền khi có bão gió. Tuyên truyền cho ngư dân đảm bảo an toàn mỗi khi ra khơi. Đồn cũng hướng dẫn bà con ngư dân thành lập tổ tự quản tàu thuyền để giúp đỡ nhau khi gặp sự cố. Có những cái trường hợp trên biển xảy ra như thế nào, hoặc là dưới tàu thuyền bọn em có những vấn đề gì thì anh em gọi là liên lạc với nhau, rồi là bão lụt rồi thì bọn em phải phối hợp với biên phòng, với bộ tư quản là cũng là nhắc nhở nhau neo đầu, vậy là cậu thuyền cậu bơi lên tuyên truyền bà con dân trên biển, đặc biệt là khu neo đậu tại Âu Đảo Cồn Cỏ, để làm cái nhiệm vụ là duy trì đảm bảo an ninh trật tự. Và trong đó tổ tự quản của đảo đã duy trì rất tốt công tác sắp neo đậu tàu thuyền tại Âu, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Để làm tốt nhiệm vụ này thì đảng ủy, ban chỉ đồn thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo kịp thời cả mọi công tác, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Năm nay khi mùa mưa bão đang đến gần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ động tập huấn cho các đồn biên phòng, hải đội về công tác hàng hải, công tác cứu hộ cứu nạn trên sông, trên biển. Cùng với đó là nghiên cứu các phương án, chủ động rà soát lại các điểm xung yếu trên toàn tuyến biên giới để tham mưu đề xuất với địa phương có phương án ứng phó. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm, thuốc men phục vụ cho nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói chung và phòng chống thiên tai nói riêng, sẵn sàng đón nhân dân di rời lên các đồn trạm biên phòng để đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra. Ngoài các đài canh trực thường xuyên liên lạc nắm tình hình thời tiết, chủ động cung cấp và nắm thông tin đối với các tàu cá đang hoạt động ngoài khơi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết ứng phó với từng hình thái thiên tai có thể xảy ra để hỗ trợ ngư dân, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.